Ơi, chào quý vị các bạn nhé. Tuấn Dương đang có mặt ở đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và đây các bạn nhìn thấy đây là một cái chiếc xe bán hàng rong này. Đây là nhà hàng Kisho. Đây những người đi bán hàng rong. Thank you.